kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là việc tạo ra 4 phòng cơ bản trong 7 cycle. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu tạo thế giới mới thôi. Này, chúng ta sẽ tạo ngay hành tinh đầu tiên, Space Out, hành tinh đầy đủ nhất. Ok, ta bắt đầu vào game thôi. Đây, chọn đệ thì theo chơi của mình thì mình tạo đó là chọn đệ xây dựng, đào bới và nghiên cứu. Đây mình sử dụng mốt là mốt chọn đệ. Thì cái này chúng ta sẽ tìm hiểu ở cái video sau. Mình sẽ hướng dẫn các bạn là cài đặt cái mốt chọn đệ này như thế nào. Chúng ta sẽ chọn được đó là đệ xây dựng, đào bới và nghiên cứu với cái chỉ số khá là tốt. À, ta bắt đầu. Việc đầu tiên là các bạn là khi mà mới vào game thì các bạn phải giúp cho tôi là cái map bản đồ vũ trụ. Và chúng ta sẽ soi xem đó là bản map này nó có cái gì, có mạch gì này. Thứ hai là nó có những cái vùng không gian nào. Đấy, là nhìn cho nó là để định hướng phát triển hành tinh của mình như thế nào. Thứ hai là các bạn bật cho tôi đó là cái map nhiệt độ để chúng ta quan sát là cái khu vực xung quanh là nóng lạnh như thế nào và định hướng là sẽ xây bay ở vị trí nào. Thì thông thường đối với cái map ban đầu này thì việc xây bay nó tương đối là dễ dàng do là gần như không có cái gọi là cái đá ở cấp cao. Thứ hai là các bạn nên setup cái ưu tiên kỹ năng và cái thời gian của đệ sao cho nó tối ưu nhất. Và chúng ta bắt đầu đào thôi. Thì khi mà đào thì theo cách chơi của mỗi người thì có thể là xây một cầu thang hoặc hai cầu thang. Tuy nhiên đây là cách chơi của mình, đó là mình xây hai cầu thang để cái việc lưu thông khí nó là tốt nhất. Xây cầu đầu tiên thì các bạn là chú ý là khi đào các bạn để ý để lại những cái cây tự nhiên để về sau chúng ta sẽ làm đó là khu bảo tồn thiên nhiên. Và định hướng được là bay cầu thang xây ở vị trí nào thì cái này nó tùy thuộc vào cách chơi của mỗi người. Đây mình sẽ xây phòng ngủ bên tay trái và nhà vệ sinh bên tay phải. Thì ở đây mình sẽ xây tạm ba cái nhà vệ sinh cấp 1 ấy. Ở phía dưới và sau khi mà hoàn thiện nhà vệ sinh tuần hoàn thì mình sẽ bỏ ba cái nhà vệ sinh này đi. Thì một số bạn là ngay đầu là thường là xây nhà vệ sinh kèm với bồn rửa tay. Tuy nhiên là theo mình là không cần thiết lắm. Vì là bồn rửa tay nó phải dùng đến nước và lúc đấy chúng ta lại phải là đi tìm nguồn nước và mất rất nhiều thời gian. Vì vậy nên là ngay ở cycle đầu tiên thì chỉ cần xây 3 nhà vệ sinh để cho 3 đệ đi thôi. Và sau đấy tiếp tục là các bạn nên xây luôn trạm nghiên cứu. Vì thì thông thường là những đầu tiên là chưa có gì, vì vậy nên nghiên cứu càng sớm sẽ giúp các bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian trong quá trình xây dựng bay. Sau khi nghiên cứu xong, xin lỗi các bạn là sau khi xây dựng trạm nghiên cứu xong thì các bạn chú ý đó là Lucy. Đây các bạn nghiên cứu này, việc đầu tiên là các bạn nên nghiên cứu đó là cái khu ăn uống và trồng cây. Cái này giúp ích là chúng ta về sau đảm bảo được nguồn lương thực và cái điểm tinh thần lấy được trong cái phòng ăn uống. Nếu các bạn kỹ hơn thì các bạn có thể kích vào những cái cây mà nó đang phát triển đây để xem những cái cây nào nó chuẩn bị thu hoạch thì chúng ta sẽ giữ lại để chúng ta thu hoạch để tiết kiệm được cái nguồn gọi là nguồn calo. Đây mình sẽ định hướng là xây dựng cái phòng ăn ở phía trên. Đây, mình sẽ đặt lệnh cho đệ trước và khi nào đệ vào ngày hôm sau thì sẽ làm xây dựng cái phòng ăn. Ở đây mình thấy có hai cái nguồn nước sẵn ở đây rồi. Đây, chút nữa phía dưới chúng ta sẽ đào bể và xây bể. Đây, về đối với một số bạn mới chơi thì các bạn nên để ý đó là khi xây dựng bay thì nên khoảng cách giữa các hàng gạch ấy, thì nên là 4. Vì là cái công trình gần như ở đây công trình cao nhất thì là thường cao chỉ khoảng 4 ô thôi. Này các bạn ý này, đây là 4 ô và chúng ta tiếp tục đào. Này cái cây này là thu hoạch, chuẩn bị thu hoạch nên tôi sẽ để lại.
Thông thường là những cái cycle đầu tiên thì công việc thì nó nhiều hơn, các bạn chỉ cần giao cái công việc thôi, còn thì số lượng đệ nó khá là ít, nên là việc là các bạn thời gian rảnh rỗi tương đối là nhiều. Các bạn có thể quan sát hoặc là nghiên cứu xem là việc là chúng ta sẽ xây tiếp theo như thế nào. Thì các bạn có thể chú ý để ý đó là ở ô phía trên cái máy in đây là mình sẽ định hướng đó là làm một cái phòng ăn, và hai cái bên phải đây thì chúng ta sẽ định hướng đó là xây dựng cái nhà vệ sinh tuần hoàn. Thì sau khi nghiên cứu xong về cái phòng ăn rồi thì tiếp tục là nghiên cứu đó là trạm nghiên cứu nâng cao. Thì như kinh nghiệm chơi của mình đó là khi xây phòng ăn thì mình cứ xây thật nhiều bàn đi, vì số lượng đệ về sau sẽ nhiều, và khi nhiều lúc về sau công việc nó nhiều mình không để ý dẫn tới là đệ không có chỗ ngồi, không được hưởng cái tinh thần của cái phòng ăn này. Sau khi nghiên cứu xong về cái trạm nghiên cứu nâng cao thì chúng ta nghiên cứu đến cái phần decor để nâng cái trang trí trong cái phòng ăn và nó thành sảnh lớn. Thì oxy hiện tại là đang tạm ổn. Khi mà sang đến cycle thứ 3 thì ta sẽ hoàn thiện được cái phòng ăn này. Một số bạn rất chú trọng là xây dựng gọi là cái ăn uống ngay từ đầu. À xin lỗi các bạn, đó là xây dựng cái khu trồng cây ngay từ đầu. Tuy nhiên là đối với những cycle đầu tiên thì cái việc đó là chưa cần thiết. Thứ nhất là số đệ nó chưa nhiều. Thông thường là những cycle đầu tiên thì các bạn mới chỉ có khoảng 3 đệ đến 4 đệ, nó luôn luôn có cái thức ăn dự trữ ở trong đầu tiên. Thứ hai là khi các bạn đào ra thì nó sẽ có những cái thức ăn nó nằm lẫn ở trong đất đó. Thì sẽ giúp cho các bạn đó là có cái nguồn thức ăn ổn định để các bạn duy trì. Thì các bạn chưa cần thiết phải trồng cây sớm. Thì trồng cây sớm rất là tốt, tuy nhiên là đối với những cái chế độ khó hơn, ví dụ như là hát hay là khó hơn nữa, thì các bạn trồng cây sớm là do đệ nó ăn nhiều, dẫn tới vấn đề là thức ăn nó không có nhiều thì đệ rất dễ bị chết đói, hay là những cái mép khác chẳng hạn, những cái mép là nó ít thức ăn hơn. Còn đối với những cái mép cơ bản như thế này thì các bạn là không cần phải trồng cây vội, các bạn có thể là trồng từ cycle thứ 6, thứ 7 các bạn trồng là vừa, là tập trung vào nghiên cứu và xây dựng cơ bản các cái phòng. Thì nhiều bạn là không xây nhà vệ sinh tuần hoàn sớm. Ở đây chúng ta đệ thứ tư thì đây có shipper, thì tôi lấy luôn thằng shipper. Shipper thì nếu mà có sớm thì nó khá là hữu ích trong cái việc là quá trình xây dựng. Và khi lấy đệ thì các bạn cộng kỹ năng và tạo luôn cái thời gian cái ca làm việc tiếp theo cho đệ, để làm sao đấy cái thời gian đệ ra và thời gian ngủ nghỉ nó đảm bảo là tiết kiệm nhất. Đấy các bạn đấy chuyển sang là thằng ship sang thời gian thứ ca thứ hai thì dẫn tới là thời gian làm việc của rất là nhiều, tiết kiệm được cái thời gian. Là một số bạn là việc xây dựng nhà vệ sinh tuần hoàn sớm là không ưu tiên, tuy nhiên là theo mình thì là nên ưu tiên xây nhà vệ sinh tuần hoàn sớm bởi nhiều lý do. Lý do thứ nhất đó là sẽ tiết kiệm nước, là sau mỗi lần đệ đi vệ sinh thì chúng ta sẽ tiết thêm được 5 kg nước bẩn từ đệ thải ra, và số nước này chúng ta rất hữu ích về sau. Tất nhiên là đối với những cái mép mà nó không thiếu nước như mép như thế này thì cái việc đấy là cũng không cần thiết. Tuy nhiên là nếu như các bạn để cho nhà đệ nó dùng nhà xí nhiều lần sẽ mất thời gian là ví dụ thông bồn cầu hay là xịt khuẩn đấy, thì các bạn thấy đệ nó sẽ mất thời gian với cái việc này. Nhưng khi là có nhà vệ sinh tuần hoàn rồi thì gần như những cái việc đấy là đệ là không phải làm, chúng ta sẽ tiết kiệm cái thời gian. Đây thì các bạn bắt đầu xuống để thiết kế cái bể nước. Thông thường đối với một số mép mà không thiết kế được bể nước thì các bạn có thể chia đôi cái ô nước ra và thiết kế bể nước ở giữa, và số nước còn lại có thể đẩy xuống đáy bể. Đây các bạn nhìn thấy là đệ đã xây tương đối hoàn thiện nhà vệ sinh tuần hoàn rồi, và đây đã bắt đầu đặt ống. Lưu ý là khi đặt ống thì các bạn không nên đặt ống ngang trực diện giữa các cái đường ra và đường vào của các cái thiết bị, bởi vì nó rất dễ bị tắc nước và dẫn tới là đệ không sử dụng được.
giờ hiện tại giờ đã có sảnh lớn và khu ngồi chung, để là được cộng tới 7 điểm tinh thần rồi. Đây các bạn tính số ô và sẽ xây sao cho nó hợp lý số ô. Đấy, nói trước thì là mỗi một hàng gạch cách nhau là 4 ô. Sau khi nghiên cứu xong thì chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Ở đây tôi phá cái hộp dự trữ thức ăn đi để xây cái trạm nghiên cứu nâng cao vào đây. Mục đích để làm gì? Để gọi là tiết kiệm cái ánh sáng từ cái máy in, giúp cho đệ có thể là giúp cho đệ là nghiên cứu nhanh hơn. Chúng ta đang hơi thiếu oxy, vì vậy nên là cần xây cái máy xay tảo nữa để cho đảm bảo kịp thời. Thì các bạn ưu tiên lên, ưu tiên cao nhất để đảm bảo kịp thời lượng oxy cung cấp cho bay, tránh thời gian đệ phải nín thở quá dài và dẫn tới là tiến độ nó sẽ bị chậm đi. Đấy. Khi mà xây xong cái máy tính thì thằng đệ nghiên cứu gần được đủ điểm về điểm nâng cấp kỹ năng. Đây, ta sẽ xây một cái máy bơm và đưa nước lên nhà vệ sinh. Các bạn nên xây trước khi đào nước ra để cái thời gian đệ ngâm nước nó ít đi. Đây, hôm nay tôi mới sang xây cầu thứ 5 mà nó đã xây gần xong nhà vệ sinh tuần hoàn rồi. Như vậy là có thể thấy là sang xây cầu thứ 5 các bạn đã có 3 phòng. Một là phòng ngủ chung, sảnh lớn và nhà vệ sinh, là giúp cho đệ được cộng tới 8 điểm kỹ năng rồi. Chỉ cần đợi nghiên cứu xong cái máy nén chất nóng thì sẽ đặt vào và hoàn thiện nhà vệ sinh tuần hoàn. Các bạn để ý là phía dưới là bể nước là xây xong và chúng ta bắt đầu đào nước ra. Đây các bạn đặt một cái bơm nước khác ở bên này để chúng ta có thể phá hủy cái bơm bên kia để xây thành bể nước. Đấy, ta thấy hoàn thiện xong nhà vệ sinh tuần hoàn và đệ nghiên cứu đã gần nâng cấp kỹ năng. Sau khi nâng cấp kỹ năng, chúng ta cộng luôn kỹ năng cho đệ và đệ sẽ nghiên cứu tiếp kỹ năng thứ hai. À, bây giờ khi cycle thứ 6 thì chúng ta bắt đầu là đến trồng cây để đảm bảo về nguồn lương thực về sau. Đây các bạn để ý là thấy có hai cái oxy đây, chúng ta đào lên để lấy oxy. Ta bắt đầu nối ống vào nhà vệ sinh và nước bơm lên để có thể sử dụng được nhà vệ sinh ngay. Này chúng ta bắt đầu là phá cái máy bơm tay bên này để xây cái thành bể. Đây các bạn bắt đầu trồng, khuyến cáo các bạn đó là nên xây chậu trồng cây, vì cây ngăn bút lên thì về sau các bạn gần như sẽ không dùng đến mà sẽ dùng cái thức ăn cao cấp hơn. Vì vậy nên là không nên dùng gạch trồng trọt mà nên dùng chậu trồng để về sau cái việc phá nó không ảnh hưởng đến các cái
công trình khác, hay là ví dụ như là đến phòng ăn chẳng hạn. Sau khi nghiên cứu xong về cái men nhan chất lỏng thì tiếp tục chúng ta sẽ nghiên cứu tới đó là khu bảo tồn. Thì sau khi men nhan chất lỏng các bạn đặt đặt phía dưới hoặc là phía trên thì tùy thuộc vào cái bản đồ của các bạn và cái định hướng của các bạn và ống thoát. Ở giữa hai cái máy nén thì các bạn để trống khoảng 4 ô. Đấy là cái khoảng trống để dành cho máy lọc nước. Sau khi chúng ta hoàn thiện máy lọc nước thì là xong nhà vệ sinh tuần hoàn. Còn hiện tại là phòng vệ sinh thì các bạn đệ có thể sử dụng được rồi. Rồi chúng ta bắt đầu là chú ý đến cái cây. Đấy, các bạn để chú ý đến cái cây. Đó là cây tự nhiên để thiết kế. Đó là khu bảo tồn thiên nhiên. Thì theo kinh nghiệm của bản thân nên là khi các bạn thiết kế khu bảo tồn thiên nhiên là nên lấy một phần hành lang. Phần hành lang này có thể là trước cửa khu ngủ chung hoặc trước cửa phòng vệ sinh để đệ đảm bảo chắc chắn 100% là được hưởng cái tinh thần từ khu bảo tồn thiên nhiên này. Với đệ thứ 6 thì các bạn nên lấy đó là vận hành. Này có cái trứng ngủ rũ nhưng mà không quan trọng cho lắm. Là lấy thằng vận hành này. Đây các bạn để ý là thiết kế cái khu bảo tồn thiên nhiên nằm ở bên góc trái và trước cửa của cái khu ngủ chung. Thì khi đệ vào đi ngủ hoặc là đệ buổi sớm để tỉnh dậy thì chạy ra sẽ là hưởng luôn khu bảo tồn thiên nhiên. Đây các bạn trồng cây Melwood. Đây các bạn phá cái bên tay cũ đi để xây cái thành bể bên trái. Các bạn đặt ống trước thì đệ xây xong và chúng ta đặt máy lọc nước vào là chúng ta đã hoàn thiện nhà vệ sinh tuần hoàn. Các bạn bắt đầu xây thành bể bên trái. Các bạn nên mở tất cả các cửa đi lại trừ cái khu vực chăn nuôi thôi, còn tất cả các cửa khác các bạn mở lên để cho đệ nó tiết kiệm cái thời gian mà nó đi lại, nó phải dừng để mở cửa. Đây, sau khi nghiên cứu xong khu bảo tồn thiên nhiên thì chúng ta sẽ xây dựng khu bảo tồn và tiếp tục nghiên cứu đến cái khác, đấy là máy lọc nước. Việc xây dựng 4 phòng cơ bản đây sẽ giúp cho đệ là hưởng được cái tinh thần cao nhất, và khi tinh thần cao thì đệ rất dễ được hưởng cái gọi là cái búp tinh thần và giúp cho đệ làm việc một cách hiệu quả hơn. Thì sau khi xây xong thì các bạn chú ý là đã thấy có được đủ 4 phòng, gồm phòng ngủ chung, khu bảo tồn, sảnh lớn và phòng vệ sinh. Và tinh thần hiện tại của đệ rơi vào khoảng tầm từ 17 đến 18 tinh thần. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.